trang chủ của phần mềm là thể hiện các cái biểu đồ để cho các bạn hình dung sơ bộ các cái hình ảnh. Hiện tại bây giờ thì phần mềm mà tôi đã cho public rồi, bất cứ công ty nào cũng có thể đăng ký để sử dụng thử được rồi đó. Các bạn có thể bấm vô cái nút registration đó. Các bạn đăng ký cho công ty của và các bạn có thể đăng ký mỗi một công ty đăng ký một lần thôi ha, đừng đăng ký trùng. Một người đại diện đăng ký xong rồi mình sẽ ép các thành viên vô. Trong thời điểm hiện tại thì đang open, các bạn có thể sử dụng thoải mái, và trong thời gian tới thì các điều khoản sử dụng sẽ có kèm được thêm một số cái hạn chế, nếu như mà mình sử dụng miễn phí thì có một số cái hạn chế thôi. Còn những bạn những công ty nào người ta đăng ký thì người ta sẽ sử dụng nhiều tính năng hơn. Các bạn chú ý đây là cái bản đăng ký cho công ty ha, chứ không phải là của từng thành viên nha. Người nào đăng ký đứng tên nó sau đó sẽ ép thêm các thành viên khác vô được. Bản thân cái văn phòng thiết kế không nó đã rất là phức tạp rồi, và phải giới hạn nhỏ lại vậy để mình giải quyết cho nó triệt để các cái vấn đề mà nó còn tồn đọng ở trong văn phòng thiết kế. Nếu như các cái ngành khác, cái ngành sản xuất hay là ngành, thậm chí ngay cả cái ngành gần với mình nhất là người ta thi công đó, thì đã có những cái phần mềm quản lý rất là chặt chẽ rồi, từ vật tư nhân công cho tới tiền bạc chi phí thuế má là rất là rõ ràng. Riêng trong văn phòng thiết kế của mình không có cái công cụ nào, vì các anh kiến trúc sư kỹ sư là cứ dựa vào cái năng lực cái tính toán của mình là cứ nhẩm không, và dẫn đến một cái tình trạng đó là mình làm một cái dự án cũng chẳng biết nó tốn bao nhiêu thời gian, làm xong một cái dự án cũng chẳng tốn biết bao nhiêu tiền. Một công ty, ngay cả một công ty thiết kế lớn vậy, các tôi thấy rằng là các anh chị coi như là làm xong là không thể nào biết được là cái dự án nó thực tế là nó tốn bao nhiêu tiền, mà cứ đoán đoán khoảng khoảng vậy thôi. Và thực tế ra thì khi mà tổng kết lại thì con số nó chênh lệch dữ lắm. Đó là lý do tại sao mà mình khi mình đi làm, nó là cái mức lương của các anh em trong cái ngành thiết kế của mình nó thấp, mặc dù chắc chắn thì bỏ ra rất là nhiều. Học những cái ngành đó thì cũng là thuộc cái dạng top trong xã hội, nhưng mà đi làm đó thì lương đó thì lại thua lương của một công nhân. Đó là những cái vấn đề rất là đau lòng. Trong khi đó thì mình đi học đó thì mình đi làm thì tăng ca, xong rồi mình đi tăng giờ làm đủ thứ chuyện đó, mà vẫn thấy không khá hơn được. Thực tế các sếp tôi cũng biết rằng các sếp đâu có phải là giàu có để mà giống như là dạng như là tư bản bóc lột trên cái giá trị thặng dư của người lao động. Các sếp cũng rất là khó khăn chạy lại tiền bạc chi phí để mà trả lương cho công nhân, cho anh em. Nhưng mà tại sao công trình nhận về xong rồi anh em làm cũng rất là nhiệt tình, mọi người cũng cố gắng hết sức, nhưng mà lương bổng thì thấp, công ty thì lợi nhuận là không cao, thậm chí lỗ rất là nhiều. Tôi không có số liệu chính xác để đánh giá hết được các cái mức độ, cái số lượng công ty mà lời lỗ, nhưng mà theo cái cảm tính cảm nhận của mình nhá, dựa trên cơ sở là những cái người thân quen mà mình biết á, thì tôi thấy rằng là cái số lượng công ty thiết kế mà gọi là sống bằng cái nghề thiết kế không thôi, cái văn phòng thiết kế mà nó tạo ra được lợi nhuận á, thì tôi nghĩ không tới 1% đâu. Đó là, mặc dù nó cũng mang tính cảm quan thôi chứ còn nó không có số liệu nào cụ thể, nhưng mà các bạn thử kiểm nghiệm lại ở các cái công ty mà mình gặp thử xem cái con số nó như thế nào. Thực chất ra một công ty thiết kế là đáng lẽ là bất cứ cái dịch vụ nào mình cũng phải có được những cái lợi nhuận, nhưng mà ví dụ như các cái công ty thiết kế xây dựng của mình thì người ta dùng cái tiền của bên địa ốc hay là tiền thi công người ta bù cho cái phòng thiết kế là chính. Mà chính vì cái chỗ bù đó nó mới dẫn đến cái chuyện đó là mình không có thể nào mà hưởng được cái mức lương cao được, tại vì nó ở một cái
khoảng là vừa phải chấp nhận được như vậy cái cơ chế mà trong văn phòng thiết kế hiện tại bây giờ của mình thì các bạn nhìn thấy là như là nó theo cái cơ chế bao cấp. Các bạn làm hoàn toàn theo cơ chế bao cấp, làm được chừng nào làm vậy thôi à, chứ không không thể nào mà cân đo đong đếm được. Cái cơ chế bao cấp như vậy ấy, nó như các bạn thừa biết là trong cái xã hội của mình mấy chục năm trước cũng vậy, cái cơ chế bao cấp nó làm cho cả cái xã hội của mình nó bị nghèo đi rất là nhiều, kéo tụt nền kinh tế xuống, rồi bây giờ mới chuyển qua cơ chế thị trường thì bây giờ mình mới khoán sản phẩm mọi thứ. Thì các bạn thấy cái cơ chế khoán là một cái cơ chế nó rất là mang lại một cái ưu tính ưu việt rất là cao, là nó khai thác được cái năng lực của tư nhân, hay nó chính xác hơn là năng lực của từng cá nhân. Bây giờ thì trong cái văn phòng thiết kế của mình á, là nó đang ở hầu hết nó đang ở cái chế độ là bao cấp chứ không phải là chế độ khoán. Thì mình làm sao mà mình chuyển nó qua được cái chế độ khoán ấy, thì lúc đó mình mới khai thác được thấy cái năng lực của mình, rồi mình mới có thể biết được cái sản phẩm của mình nó giá trị ở mức độ nào, thời gian mình tạo ra sản phẩm nó mất bao nhiêu. Hiện tại mình không có nắm được thông tin nào hết, bởi vậy cho nên nó là cái vấn đề nó tồn đọng trong văn phòng thiết kế rất là nhiều, trong khi đó các cái ngành khác mà người ta đã giải quyết những cái vấn đề này hầu như là nó đã thông suốt rồi, nhưng mà cái ngành của mình thì nó lại còn rất là cái văn phòng thiết kế của mình thì nó còn nó rất là lượm sợm ha. Thì bây giờ tôi sẽ nói sơ với các bạn về cái phần làm chủ thời gian này. Các bạn thấy rằng nó là cái thời gian làm việc của mình á, khi mà mình có mặt ở trong công ty á, cái thời gian chính thức á, chính xác mà nó mang lại cái hiệu quả cho công việc á, là bao nhiêu phần trăm à. Tôi phân tích cho các bạn thấy rằng nó là đầu tiên á, mình là nếu mình nói là thời gian hữu ích 30% mình thấy khó tin à. Bởi vì tại sao một ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ 30% nhân lại mình làm chỉ có 2 tiếng mấy à, còn lại mấy tiếng kia làm gì à. Nó sẽ rơi vào cái thời gian lãng phí. Thời gian hữu ích mình cộng với thời gian lãng phí thì nó sẽ ra được cái thời gian tổng mình có mặt ở trong công ty ở trong này. Trong này còn một cái thời gian là bị tổn thất. Thời gian tổn thất thì thường là nó không có thường xuyên, nó chỉ giống như những cái sự cố về và dữ liệu, những sự cố về máy móc hay nó hư đó, nó làm cho mình đã tạo ra sản phẩm rồi mà mình bị mất thì mình phải tạo lại đó, cái đó gọi là thời gian tổn thất. Chứ cái trong cái văn phòng thiết kế của mình thời gian tổn thất không có nghĩa là bị chủ đầu tư bắt trở lại nha, bởi vì cái việc thiết kế là cái chuyện sửa, và đương nhiên có những công trình sửa chữa 5-10 lần là ít rồi, cũng có những công trình sửa chữa vài chục lần, có khi cả 100 lần á. Cho nên là cái chuyện sửa chữa đối với lại bên thiết kế của mình đó là một cái thời gian, những cái công việc mà mình phải tính trong hợp đồng, chứ mình không thể nói là đó là nó thời gian tổng tổng thất được. Vậy cái thời gian như vậy á, thì cái thời gian mà ở đây tôi thấy khi mà tôi đi ra hướng dẫn cho các doanh nghiệp thì tôi đánh giá rằng qua các cái phần mềm mà tôi ghi nhận lại được, và tôi cũng hỏi với các bạn ở trong các doanh nghiệp ấy, thì các bạn thừa nhận là rằng là cái thời gian lãng phí này là chiếm tới 70%. Như vậy thời gian lãng phí này là thời gian gì? Nó đây, cái thời gian này là một cái thời gian rất là nguy hiểm này. Đó, các bạn theo thời gian lãng phí này bao gồm cái gì nha? Cái lãng phí này nó bao gồm hai loại lãng phí. Một loại lãng phí là thụ động, một loại lãng phí mình có thể là khách quan, với một loại lãng phí là chủ quan. Loại khách quan và một loại là chủ quan. Cái loại lãng phí mà khách quan này có nghĩa là mình không có nghĩa là nó mặc nhiên nó phải như vậy, mình không có thể control nó được. Ví dụ như một ngày 8 giờ làm việc thì cái thời gian mà mình đi trễ một chút này, về sớm một chút này, rồi hả mình đi
uống nước này, đi vệ sinh này, hay những cái công việc cá nhân, thì nó mặc nhiên nó phải có rồi, và cái hầu như là cái thời gian đó là đã được công ty người ta tính toán trước rồi, nó lãng phí khách quan là được tính toán trước, đó, giờ mình phải chấp nhận thôi. Còn cái thời gian lãng phí chủ quan này đó, à cái này mới phải chiếm nhiều này, đó. Cái là thời gian lãng phí khách quan này thì nó chiếm một phần nhỏ thôi, à, nó khoảng độ 10 cho tới 10 tới 15% thôi. Đó, 10 tới 15% thôi. Nhưng mà cái thời gian lãng phí chủ quan của mình á, nó có hai thứ. Có hai thứ lãng phí rất là lớn. Các bạn chưa hình dung ở đâu, khi mà tôi phát hiện ra được cái thời gian lãng phí là tôi cảm thấy rằng là như mình đã tìm được một cánh cửa để giải quyết bài toán này. Cái thứ nhất á, là cái vấn đề giao việc. Đó, giao việc. Cái thứ hai á, là mình nói cái thứ nhất trước đây. À, các bạn biết giao việc là sao mà lãng phí khi một cái người quản lý, người ta cầm một cái khối lượng công việc giao cho một kiến trúc sư hay một kỹ sư làm cái việc đó, người ta không hề biết được rằng là cái khối lượng công việc đó nó làm trong thời gian bao lâu. Người ta chỉ biết được một cái khoảng sai số có thể là từ 50 cho tới 100%. Cái sai số rất là lớn đó dẫn đến là cái lãng phí. Ví dụ như bây giờ mình khách hàng có yêu cầu một phác thảo một cái phương án nào đó, hay là yêu cầu triển khai một cái bản vẽ về thiết kế cơ sở chẳng hạn, thì cái người quản lý người ta sẽ giao cho một người hoặc một nhóm người làm cái việc đó trong vòng một tuần đó. Thế người ta không biết rằng nếu như mà tính toán chính xác ra thì cái đó có thể làm 3 ngày xong thôi, nhưng mà người ta sẽ giao một tuần. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay là ngày thứ bảy và thứ bảy tuần sau mới giao hàng. À, thứ bảy tuần sau mới giao hàng, như vậy thì người ta sẽ cái người quản lý người ta họ không thể họ không giao là làm tới thứ năm thôi rồi anh đi làm chuyện khác, còn thứ bảy giao hàng thì cứ để đến thứ bảy giao hàng, không có chuyện đó đâu. À, người ta giao giao việc là mặc dù cái việc này là chỉ làm 3 ngày nhưng người ta vẫn giao là làm 7 ngày luôn. À, như vậy đó là một cái việc rất là lãng phí. Hầu hết các bạn thử kiểm nghiệm lại thôi, các bạn luôn luôn là giao việc không có tính tới cái khối lượng công việc mà nó bao nhiêu, mà đa số là mình dựa vào cái thời gian giao hàng để mình giao việc. Đó. Như vậy từ đó nó gây ra một cái lãng phí rất là lớn. Đó. Cái lãng phí này lý do là không, mình không có thói quen định lượng công việc. Nếu mình có thói quen mình định lượng công việc rồi, tự nhiên mình sẽ thấy rõ ràng cái bài toán là mình không thể nào giao việc như vậy được. Bởi vì cái công việc này nó không thể là một người làm, nó phải là ba người làm. Nhưng mà ba người làm nó chỉ có 3 ngày, chứ không phải là ba người làm mà mất 7 ngày. Đó. Như vậy thì cái anh quản lý này đó là anh giao việc nó bị sai, dẫn đến lãng phí rất là nhiều. Ngay cả khi có cái phần mềm quản lý này rồi, tôi thấy ở trong các bạn mà sử dụng cái phần mềm này đi giao việc, các bạn vẫn có sai số tới từ 10 cho tới 20%. Đó. Ví dụ như một cái công việc đó đã được định lượng nó ra là làm việc A mất 5 giờ, việc B mất 6 giờ, việc C mất 7 giờ, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi giao việc cho một người nào đó làm trong vòng 2 ngày, tức là chỉ có 16 giờ thôi. Như vậy thì nhưng mà cộng 3 việc nữa làm mới có 15 giờ. Như vậy là còn 1 giờ đó là làm sao? Họ phải chấp nhận đó là giờ lãng phí. Đó. Ví dụ như bữa sau có thể bù lại, bữa sau cộng lại 3 cái công việc khác, hay 4 công việc khác nó lên tới 17, 18 giờ. Thì lại phải ép cái anh đó là cố gắng làm luôn cái phần đó. Bây giờ thì anh lại làm quá sức một chút nhưng mà bù quá sức lại, nhưng mà cái đó mình có định lượng. Còn cái làm giao một công việc mà không có định lượng thì nó sẽ lãng phí rất là lớn. Đó, các bạn có đồng ý cái vấn đề lãng phí chỗ này không? Lãng phí chỗ này rất là lớn ha. Cái lãng phí thứ hai á, lãng phí thứ hai đó là lãng phí tự nghiên cứu. Đó. Người Việt Nam mình á, đặc biệt các sếp á, rất là đánh giá cao những người biết tìm tòi nghiên cứu để làm. Điều đó là mới nhìn qua thấy rất là hay, rất là nhân văn. Đó. Tưởng chừng như rằng á, cái việc đó nó sẽ giúp cho
cái cộng đồng của mình nó sẽ có điều nhiều điều kiện hơn để phát triển. Nhưng mà mình mắc một cái sai lầm rất là lớn, đó là cái thời gian nghiên cứu không phải nằm trong thời gian làm việc. Các bạn gặp một cái vấn đề gì đó, các bạn đang làm việc, các bạn gặp một cái vấn đề gì đó, đáng lẽ ra một người họ rành họ chỉ làm mất có 5 phút, các bạn vướng lại, các bạn làm mất một ngày mới xong. Đó. Các bạn lên trên mạng, lên trên Google, các bạn đi đọc, đi nghiên cứu rất là mất nhiều thời gian. Dạ rồi nhá, rốt cuộc thì như thế nào, lương cũng chừng đó, có nghĩa là công ty vẫn phải trả, thì trả cho cái thời gian các bạn nghiên cứu. Nhưng mà đáng lẽ là cái thời gian nghiên cứu này là các bạn phải nghiên cứu khi nào, nghiên cứu khi á, hoặc đó là khi mình còn ở trong trường đại học, hoặc á là phải ở ngoài giờ, hoặc á là công ty phải có những cái giờ để cho các bạn nghiên cứu đó, gọi là giờ đào tạo đó, và tìm những chuyên gia về đào tạo cho các bạn, chứ còn không có thể là để cho các bạn tự nghiên cứu. Bây giờ ví dụ như bây giờ học ra viết đi, 15 người trong một công ty đó, ngồi họp với nhau nghiên cứu tìm cái giải pháp để link các file này cái kia, ngồi nguyên một buổi, thậm chí mất mấy ngày để giải quyết cái vấn đề đó, trong khi có chuyên gia người ta chỉ cho các bạn giải quyết trong vòng 1 tiếng đồng hồ, thì 15 người ngồi mấy ngày các bạn sẽ thấy là một cái số lãng phí rất là lớn. Gặp bất cứ một cái chuyện gì thì các bạn lại ngồi nghiên cứu. Các sếp đó thì có những người thì sẽ chủ động mời chuyên gia để hỗ trợ, có những người đưa cho các bạn đi học ở những nơi, ở những trung tâm thế nào đó, có những người sẽ có giải pháp là rút ra cho một số bạn thôi, có một số bạn là trích ra cho một số bạn thôi để nghiên cứu cái vấn đề này rồi hỗ trợ lại cho những bạn khác, đó cũng là một cách rất là hay. Còn để cho tất cả các bạn cứ mạnh người nào tự người đó nghiên cứu thì đó là một cái sai lầm rất là lớn của các bạn đó. Cho nên các bạn chú ý cái vấn đề đó ha. Bây giờ thì các bạn thấy là cái vấn đề tự nghiên cứu của các bạn thử coi, các bạn ngồi tự tự mình không thôi à, chưa có cần đánh giá những người khác, các bạn sẽ thấy rằng trong một ngày mình ngồi mình làm việc ở công ty, mình ngồi mình thiết kế thì cái thời gian mình nghiên cứu những cái vấn đề mình chưa biết á tốn biết bao nhiêu. Ví dụ như nếu như một người có kinh nghiệm, họ làm lâu năm rồi, họ không cần phải nghiên cứu những cái vấn đề đó, họ chỉ gọi là nghiên cứu cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề chuyên môn của mình thôi. À, thì cái đó là công việc. Còn nghiên cứu để tìm ra những cái mà đáng lẽ là người có kinh nghiệm họ biết còn mình chưa biết, như vậy thì các bạn sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Nhưng mà sếp á, thì lại rất là vui vẻ chấp nhận cho các bạn cái thời gian nghiên cứu này. Thì vậy thì các bạn nghĩ rằng là những sếp chấp nhận như vậy là may hay cho các bạn hay là xui cho các bạn? Các bạn nghĩ rằng hên thì cũng đúng, bởi vì người ta chấp nhận cho mình vừa học vừa làm đó, đó là cái điều rất là tốt đó. Nhưng mà xui cho mình á, hiệu quả lao động của mình nó thấp, tất nhiên sếp phải trả mình lương thấp, mình không thể có lương cao được, phải trả lương phải dựa trên sản phẩm. Chứ bây giờ nhìn thì thấy nó như vậy, nhưng mà khi cuối tháng cuối kỳ cuối quý cái quỹ doanh số nó không có được, cái lợi nhuận nó không có được, thì tất nhiên người ta phải trả lương thấp. Bây giờ tại sao lương thấp là lý do như vậy? Như vậy là tự do tự bản thân của mình mà ra thôi đó. Cho nên khi mình trồng hai cái này lại cho mình từ cái này nữa ra, thì các bạn thấy rằng là cái thời gian hiệu quả của mình này nó chỉ còn là chừng này thôi đó. Thời gian hiệu quả của mình á đó, nghĩa là hữu ích á là chỉ có 30% thôi, cái thời gian này là không ra được gì hết rồi đó, thời gian lãng phí là không ra sản phẩm rồi, mình mới trừ đi cho cái 5% này đi đó, các bạn trừ 5% này và sẽ dẫn ra còn cái 25% mà đó. Thì cái hiệu quả làm việc của mình á nó như vậy, nó rất là thấp, bởi vậy cho nên á bởi vậy cho nên
Cho nên á, để làm chủ được thời gian thì các bạn thấy rằng là mình phải giải quyết cái vấn đề là cái thời gian lãng phí này đây. Bây giờ thời gian hiệu quả của mình nó chỉ có 25% thôi. Các bạn tìm cách nâng cái này lên 50%. À, nếu lên được số này thôi có nghĩa là hiệu quả của mình gấp đôi rồi đó. Hiệu quả mình gấp đôi, đúng không? Còn lên được 75% là gấp ba rồi, là quá tốt. Đúng. Hiện tại bây giờ trong nhóm Dynamics có một một vài nhóm là đã làm được, mang được cái hiệu quả là trên 50% rồi đó. Cho nên nó là khi mà phân tích ra các bạn sẽ thấy được cái vấn đề này và các bạn sẽ phải tìm cách để giảm cái thời gian này. Đó. Và từ cái chỗ này á, mình nói bây giờ mình mới đặt vấn đề ra, mình làm sao để mình định lượng, làm sao để mình khoán được thời gian cái giao việc này mình phải giao việc được cái chính xác. Khi các bạn giao việc được chính xác rồi, cái số lượng ví dụ như một người mà người ta quỹ quỹ thời gian của người ta một tuần có 40 giờ, các bạn giao cho họ 40 giờ sản phẩm, hoặc thậm chí hoặc giá ít hơn đi, 35 giờ sản phẩm đó, 35 giờ sản phẩm cho họ làm. Như vậy trong quá trình họ làm, nếu như họ vướng những cái vấn đề gì đó, họ có dám ngồi tự nghiên cứu không? Nếu như họ bỏ ra một ngày 8 tiếng họ tự nghiên cứu, có nghĩa là cái quỹ thời gian này của họ sẽ bị tụt xuống còn 32, là lập tức họ sẽ cân nhắc, họ sẽ không tự nghiên cứu nữa, họ sẽ tìm cách nhanh nhất bằng cách là phải tìm, phải hỏi đồng nghiệp này, phải đi học này, hoặc là phải nhờ đến những chuyên gia, nhờ những người nào mà nó từng gặp, nó từng học, ví dụ như thầy chẳng hạn, thì người ta sẽ giải quyết những cái vấn đề. Ví dụ như thầy thấy, ví dụ như là một số bạn, ví dụ như bây giờ mình tính toán kết cấu đi ha, mình bí một cái vấn đề nào đó, mình bí một cái vấn đề nào đó về kết cấu, bí một vấn đề nào đó về địa chất, các cái thông số địa chất phức tạp như thế nào đó mình chưa gặp, các bạn như thế nào ngồi lật sách nghiên cứu. Tại sao các bạn không đi hỏi cái người thầy mà đã từng dạy mình trong trường đại học á? Các thầy tôi nghĩ sẽ rất là vui khi mà được hỗ trợ học trò như vậy, chứ các thầy không thể nào mà hẹp hòi không trả lời cho các bạn như vậy được. Có bao giờ các bạn làm chuyện đó không? Ví dụ như là mấy bạn mình thiết kế kiến trúc chẳng hạn, các bạn thiết kế một cái khách sạn hay một cái tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia, các bạn gặp một cái vấn đề nào đó, các bạn tại sao không hỏi lại cái người thầy mà đã từng sửa đồ án, đã từng dạy cho mình những vấn đề đó, biết được các thầy sẽ tư vấn cho các bạn nhanh hơn rất là nhiều so với việc các bạn phải tự lên mạng rồi ngồi mày mò tìm kiếm, mất một thời gian rất là dài đó. Rồi trong cái việc triển khai cũng vậy, các bạn vẽ ra viết, các bạn bí một chút xíu, các bạn phải ngồi mất cả mấy tiếng đồng hồ để nhớ lại hay là để tìm cách để giải quyết, thì thay vì các bạn phải liên hệ đến các trung tâm những mình đã học để mình hỏi một cái thôi là rất là nhanh đó. Như vậy thì cái mình phải tìm một cách để mình giảm cái thời gian này xuống bằng cách như vậy, nghĩa là mình phải định lượng được cái sản phẩm, sau đó giao việc chính xác, như vậy nó sẽ triệt tiêu được rất là nhiều cái thời gian lãng phí đó. Đó là cái quan điểm cơ bản để sử dụng cái phần mềm này, và phần mềm nó sẽ hỗ trợ cho các bạn vấn đề đó ha. À, bây giờ mình sẽ qua cái lời giới thiệu về cái tổng thể ha. À, sau bây giờ mình sẽ thay đổi không khí một chút, xem sơ qua cái phần mềm nha, à, qua phần mềm à, giải quyết những vấn đề gì. Bạn Nguyễn Anh hả? Kêu mấy ổng cũng bạn kiếm ăn chứ có thời gian đâu bạn ơi hả? Ở lại học một nơi, làm ăn một nơi, sinh sống một nơi, thầy một nơi, ta hỏi. Bạn nói như vậy thì tôi nghĩ là có phiến diện không có, chưa hẳn đã như vậy. Đối với tôi, bản thân tôi thấy rằng là bất cứ một học trò nào hỏi chuyện gì tôi cũng trả lời hết á. Nếu tôi biết trả lời mà hỏi chuyện nào hỏi phạm vi của tôi thì không trả lời, là tôi nói không biết, còn hỏi tôi là trả lời à, biết là trả lời à, chứ không bao giờ nói chuyện là mất kiếm ăn, không có trả lời các bạn được đâu. Và tôi cảm thấy rất là vui khi mà được trả lời các bạn đó, cho nên các bạn thấy rằng là
À, các bạn nên hỏi đi, rồi tao nghĩ như vậy, các thầy nào cũng vậy, dạy các bạn xong rồi đó, dạy các bạn xong rồi các bạn phải mà để theo dõi các bạn đi ra rồi các bạn đi làm rồi, một vài ba năm thậm chí cả 10 năm sau các bạn hỏi lại thì các thầy rất là vui chứ đâu có gì đâu nha. Còn những cái gì mà nhiều khi có những gì các bạn có kinh nghiệm hơn trao đổi lại thầy, các thầy cũng update được thông tin để mà hướng dẫn lại cho học trò mới nữa. Đó. Mà chính vì các thầy đi làm ăn cho nên là các thầy có kinh nghiệm để hướng dẫn mình sau này nữa. Nên ý kiến của bạn nên không nên suy nghĩ nó có vẻ hơi tiêu cực chút vậy ha, thoáng lên. Rồi bây giờ mình nói đến cái phần phần mềm là nó để giúp cho mình định lượng công việc và giao việc để giải quyết cái thời gian lãng phí, mà lãng phí là lãng phí khách quan á, đó là lãng phí chủ quan á, là lãng phí chủ quan. Còn thời gian khách quan thì tất nhiên là nó như thế rồi, mình không thể nào mà bớt cái thời gian là cá nhân của người ta được, và coi như cái đó người ta cũng đã được tính toán trong cái quá trình là nhận vô để tính trong cái thang lương khi mà nhận việc rồi. Chỉ có là cái thời gian nghiên cứu này á, là mỗi ở mỗi người mỗi khác. Cái người nào mà có nhiều kinh nghiệm á, thì cái thời gian nghiên cứu người ta rất là ít. Cái người nào á, ít kinh nghiệm, ví dụ mấy bạn mới ra trường á, thì thời gian nghiên cứu nó sẽ rất là nhiều. Cho nên nó là, và đó là cái lý do tại sao người không có kinh nghiệm á, ít kinh nghiệm người ta tuyển lương nó thấp hơn đó, à, người ta đánh giá cái level nó thấp hơn. Như vậy nhưng mà mình muốn nó cao hơn thì mình chỉ cần tìm cách để giảm cái thời gian đó. Đó. Trong cái phần mềm này á thì bây giờ các bạn ở đây ta đã có cái nút đăng ký ha. Đó. Tất cả các cái đơn vị tổ chức đều có thể đăng ký, bấm vào đây để đăng ký nè, bấm vào đây đăng ký mới cho công ty ha. Đó. Đăng ký mới cho công ty. Sau khi đăng ký rồi thì cái người nào mà đang đứng ra đăng ký này đó thì sẽ có thể sẽ tạo thêm các tài khoản cho các thành viên ở trong công ty hay trong tổ chức của mình. Đó. Sau khi đăng ký xong rồi thì các bạn có thể bấm đăng nhập vô. Đó. Các bạn đăng nhập vô cái trang này. Cái này bữa những cái lần tới mình sẽ nói sâu ha, bây giờ mình sẽ nói để cho các bạn hình dung được cái vấn đề đó là phần mềm nó giải quyết chuyện gì thôi ha. Như trong cái phần mô tả tôi có đưa lên trên cái phần giới thiệu buổi chiều đó, như các bạn đã thấy cái phần mềm này giải quyết ba vấn đề, trả lời cho các bạn ba câu hỏi. Cái này là cái cuối cùng á, là phải trả lời được ba câu hỏi trước khi mình làm dự án á, mình phải biết biết chắc được ít nhất không phải 95% là cái dự án này nó tốn bao nhiêu công đó. Tức là tốn bao nhiêu chi phí nhân công á, hầu hết là các dự án thiết kế là mọi người không tính được số này, chỉ có tính một cách rất là khoảng khoảng và cái con số cuối cùng là thường sai số này nhiều lắm, bởi vì có cái khoản là sửa tới sửa lui đâu có định hết được, phải không ha? Nhưng mà khi mà mình fix được cái này rồi thì cái việc mà mình chốt cái hợp đồng với lại đối tác ấy, nó rõ ràng hơn. Ví dụ như mình đồng ý chấp nhận sửa nhỡ trong cái giai đoạn nào và cái sai nào là được sửa tính phí, sai nào những cái phát sinh nào không tính phí thì mình sẽ rõ ràng hơn. Tại vì nếu như mình biết, một khi mình đã biết chắc rằng nếu như mà sửa tới đó mà nó lỗ thì mình không nhận dự án này. Còn chẳng qua là mình nhận liều là do là mình không biết lỗ thôi, chứ tôi tin rằng á, có người nào yêu nghề máy đi chăng nữa mà làm dự án này 2 tỷ biết chắc có lỗ 500 triệu không ai dám nhận hết đó. Mặc dù công trình này có muốn làm để đời đi chăng nữa thì cũng không dám làm đâu, nhưng mà chẳng qua là mình á, không có biết cái con số đó cho nên là à, người ta bớt giá chút bớt chút bớt nhiều cũng ừ hết, cho nên nó là do mình không có nắm chắc được cái số này. Ừ. Rồi cái câu hỏi thứ hai á, câu hỏi thứ hai là
trong quá trình thực hiện cái dự án như vậy á, thì á cái kế hoạch mình vạch ra đã đúng, có đúng hay chưa? Đó, câu hỏi thứ nhất là nó là ha, câu hỏi thứ hai, quá trình vạch ra cái kế hoạch mình vạch ra như vậy nó có đúng hay chưa, cái là từ cái giai đoạn đầu cho tới cái thời điểm hiện tại, nó có thời điểm bất kỳ nào đó nó có đúng hay không. Ví dụ như là có thể là nó vượt kế hoạch, hay là nó đã bị sai kế hoạch và sai bao nhiêu, cái thời gian tới cần điều chỉnh như thế nào, điều chỉnh như thế nào để cho nó phải cái kế hoạch chung á, nó phải nằm ở trong một cái định trước. Còn nếu như kế hoạch chung mà nó vượt ra là lúc đó là bắt đầu thấy lỗ rồi, mình sẽ thấy lỗ ngay trong khi mà mình đang làm thì nó vẫn còn tốt hơn. Có nghĩa là nếu mình thấy lời thấy lỗ trước khi thực hiện dự án là điều tốt nhất, đó là biết chắc rồi. Trong quá trình đang làm mà còn biết lỗ hay biết lời thì nó cũng tốt hơn chút nữa ha, cũng đỡ hơn. Chứ còn bây giờ để đến cuối dự án rồi mới ngồi tính lại, nó thấy là dự án là mình bị như thế này thế kia, và mình không có một cái cơ sở nào, cái số liệu nào để mang đến để mà làm cái kinh nghiệm cho cái dự án sau nữa, thì lại càng càng tệ hại hơn nữa, đúng không? Cho nên là cái câu hỏi thứ hai, trong quá trình làm việc mình sẽ biết được là cái kế hoạch của mình á thực hiện có đúng hay không, cần thay đổi điều chỉnh như thế nào, ai là người thay đổi điều chỉnh kế hoạch, chỉ có sếp thôi, sếp cấp cao nhất mới có quyền quyết định tăng người giảm người như thế nào. Mình sẽ báo cáo lên chính xác và sếp mới quyết định. Còn cứ sếp hỏi các bạn cứ nói rằng là các bạn người quản lý cứ nói rằng à được 30%, được 50%, chắc cũng gần trăm rồi, để em cố gắng à, như vậy thì những cái câu trả lời quen thuộc như vậy nó sẽ dẫn đến là nó dồn công việc về phía cuối, và cuối cùng mình lúc nào dự án cũng tệ hơn. Đó. Trong số tất cả các bạn đang tham gia đây, có bạn nào mà làm dự án mà thấy là mình hãy dự án xong trước ngày là bài chưa? Bạn nào làm đó? Tôi chưa thấy luôn, tôi chưa thấy cái dự án nào nó trong mấy dự án mà quy mô lớn lớn trong Sơn Linh, từ mấy cái nhà phố ra cái mấy dự án quy mô lớn lớn suốt, không có ai mà làm đúng được cái trước được cái thời hạn đó, khoảng độ một hai ngày để cho anh em mà đi nghỉ giả lao để trước khi học bài, là nó sung sướng biết bao nhiêu đó. Nhưng mà hầu hết là mình bị là tới ngày nộp bài rồi vẫn thấy cố gắng lắm thì vẫn phải nộp nó tạm tạm được, và vẫn thấy những cái vấn đề mình không có mong muốn đó. Bản thân mình thấy nó cũng không có được hài lòng lắm cho cái sản phẩm của mình, đó là cái nỗi rất là xót xa của nhiều người, đúng không? Những người nào có trách nhiệm sẽ cảm thấy nó rất là xót. Bây giờ cái câu hỏi thứ ba, làm xong cái dự án rồi, cái dự án nó tốn bao nhiêu công không biết, bởi vì sao? Trong quá trình làm nhân lực nó phân bổ rất là lộn xộn, có nghĩa là nó phải chen lẫn lẫn nhau. Cái đặc thù của mình nó vậy, à, buổi sáng làm công trình này, buổi chiều làm công trình kia, hai ba ngày làm công trình này, hai ba ngày làm công trình khác, thậm chí trong một buổi làm hai ba chuyện đó. Như vậy thì làm sao mà mình tính được cái số đó, làm sao mà mình biết được là à, cái dự án này nó tốn bao nhiêu thời gian, và rút cục là con số, và nó là vào con số bí mật không ai biết hết. Kế toán cũng chịu thua luôn, không ai biết hết. Và như vậy thì mình phải có được cái số liệu này, mình mới đúc kết lại được và mình mới rút kinh nghiệm được cho những cái dự án khác. Còn nếu mình không có cái số liệu này là mình chịu thua hết dự án, là không biết bao nhiêu hết, bữa sau đi đi nhận dự án khác cũng tưởng như vậy, và mình lại bị gặp khó khăn nữa ha. À, giờ trả lời ba câu hỏi này. Bây giờ tóm là để trả lời ba câu hỏi này, thì cái việc đầu tiên là cái phần mềm nó sẽ giúp mình á thu thập thông tin. À, phần mềm này nó sẽ giúp mình thu thập thông tin đây. Thu thập thông tin trên chi tiết đến từng công việc, từng người, từng giờ. Đó. Tất nhiên đã nói là phần mềm ở công cụ, có nghĩa là sẽ giúp mình xong mình nó đơn giản nhất để cho mình làm, chứ không phải là mình lại mất cái thời gian, thêm một cái thời gian lãng phí để đi ngồi nhập thông tin nữa. À, tất nhiên là không phải mất cái thời gian đó nha. Rồi, thu thập thông tin được xong thì dễ rồi, mọi chuyện phía bên trong phần mềm giải quyết cũng giống như phần mềm dự toán vậy đó. Thì bắt đầu mình mới truy vấn.
mình truy vấn thông tin ra. Sau khi truy vấn thông tin ra rồi mình mới đưa chuyển giao đến cho người có thẩm quyền quyết định, đưa ra quyết định. À, đưa ra quyết định phải làm cái gì tiếp theo. Còn mình không có thông tin gì hết thì mình làm sao mà mình quyết định được. Tất nhiên mình hiểu một cái cách rất là đơn giản là mình không có thông tin thì tất nhiên mình quyết định nó sai rồi. Mình đi mua đất mua đai mà mình không có thông tin gì hết thì chắc chắn mua thì vậy là coi như là có phần hên thì ít và phần xui thì nhiều rồi. Cho nên mình phải làm sao phải có thông tin, mà thông tin càng chính xác bao nhiêu thì cái quyết định nó mới càng càng đúng bao nhiêu. Mà không muốn có thông tin thì phải thu thập. Đó. Thu thập, còn phần mềm nó chỉ giải quyết cái vấn đề là truy vấn. Đó. Truy vấn nó giúp cho mình các cái giải thuật đó, do người lập trình đưa ra sẽ giúp cho mình truy vấn những cái thông tin cần thiết một cách nhanh chóng nhất, tức thời. Một đặt một câu hỏi ra tại một thời điểm nào đó thì mình chỉ cần mất mấy phút thôi để mình có thể biết được cái tình trạng của cái hệ thống nó như thế nào. Đó. Và bây giờ trong này của mình, cái phần mềm nó chỉ giải quyết hai vấn đề thôi, quyết định là của sếp ha, của các bạn. Còn cái phần mềm giải quyết hai vấn đề, thứ nhất thu thu thập thông tin, thứ hai là mình truy vấn. Rồi bây giờ mình hãy coi thử cái phần này nó thu thập được cái gì nha. Các bạn đầu tiên ở giờ mình thấy status nè. Đối với một nhân viên thì hàng ngày các bạn cần phải có những cái báo cáo đó. Ở đây tôi lấy báo cáo của cái công ty của nhóm Dynamics làm ha, của các công ty khác thì đưa thông tin lên đây nó có là không không có mang tính cá nhân được, không bảo mật được, cho nên là cũng xin lỗi các bạn là không có đưa của những công ty khác được, chỉ đưa của nhóm thôi. Nhóm Dynamics thì các bạn ở đây sẵn sàng share những thông tin này cho các bạn đó. Vậy thì các bạn thấy rằng là hàng ngày trong nhóm Dynamics người ta đang làm việc có chừng này người đang thực hiện dự án đúng nha, người nào thực hiện dự án gì và đứng đây các bạn làm việc đó. Các bạn làm việc và các bạn báo cáo kết quả đó. Đó. Trong cái quá trình làm việc báo cáo kết quả như vậy, đối về mặt cá nhân mà nói thì các bạn trước khi làm việc các bạn đặt ra một cái vấn đề là ngày hôm nay mình phải làm cái gì. Đầu ngày thì các bạn sẽ rất là sung mãn và các bạn sẽ tin tưởng rằng là mình sẽ làm được cái gì cái gì, và các bạn đặt ra kế hoạch đó. Nhưng mà đến cuối ngày các bạn có hoàn thành được hay không, các bạn có hoàn thành được hay không, thế là nó phải cả một sự cố gắng liên tục cả ngày đó. Chứ nếu như mình bị vướng vào một cái sự cố nhỏ nào đó thôi, ví dụ như tự nghiên cứu đó, là nó các bạn sẽ bị vỡ kế hoạch ngay. Cho nên á, cái đặt kế hoạch ban đầu để cuối ngày mình kết luận được một cái hoàn thành kế hoạch như vậy là một sự cố gắng rất là lớn của bản thân từng người. Hay vậy cho nên đối với từng người thì thu thập thông tin nó thứ nhất là nó ở đây, thứ nhì á là làm sao mỗi mỗi công việc làm sao các bạn phải nộp hồ sơ lên đó nha, các bạn nộp hồ sơ lên ở trong trong thành phần đó, nộp hồ sơ lên, đó là cái việc thứ hai. Cái việc, hai cái việc này nó chỉ tốn mỗi một ngày tốn cho các bạn khoảng độ 20 phút, tốn 20 phút để các bạn giải quyết cái để cho các bạn cung cấp thông tin cho phần mềm, đồng thời nó quản lý giúp cho các bạn ha. Đối với người nhóm trưởng thì người nhóm trưởng phải lập ra một cái danh mục văn bản. Các bạn sẽ cảm thấy rất là buồn cười nếu như mình làm một cái bậc tập hồ sơ, mình làm một cái tập hồ sơ mà mình lại không biết á là cái tập hồ sơ đó nó có bao nhiêu văn bản. Nếu như nó như vậy, nếu như một có một cái tổ chức, một công ty nào đó làm một cái bộ hồ sơ mà cắm cúi vô làm mà hỏi nó có bao nhiêu văn bản không biết á, thì cái điều đó thì nó càng triển vọng cho cái việc mà các bạn làm đúng được cái tiến độ, hay là các bạn làm nó mang lại được cái lợi nhuận cao rất là khó đó. Các bạn phải biết trước từng việc, mỗi việc này của các bạn tốn bao nhiêu giờ đó. Và cái người tất nhiên là những cái người mà
lập được cái danh mục này phải là người có kinh nghiệm, mà những người có kinh nghiệm này thì cũng không không có ít đâu. Người ta chỉ cần làm qua một vài dự án, người ta có thể ngồi ghi lại, đúc kết lại, để ý, và người ta sẽ ghi ra được cái thời gian để thực hiện cái thời gian để thực hiện cái dự án này đó. Thì dự kiến tổng cái thời gian vừa tạo vừa sửa nó bao nhiêu, đã định thời gian tạo cái chừng này. Rồi khi các bạn thực hiện cái dự án, các bạn xem xét lại thay thử là mình có làm đúng cái thời gian đó hay không. À, vậy thì với cái cách đặt ra trước những cái kế hoạch như vậy ấy, thì nó mới đưa mình vào một cái thế là mình phải làm việc cho nó nghiêm túc, mình không lãng phí được những cái thời gian như đã nói lúc đầu rồi ha. Đó, đây là cái công việc của người phân công, của người nhóm trưởng. Và khi người nhóm trưởng họ đã có cái này rồi thì họ phân công ra. Để tôi sẽ mở cho các bạn xem thấy lắm một số cái thời gian nó sẽ bị rất là lãng phí. Các bạn xem nha, ở đây á, các bạn xem thời gian ở đây là do các bạn này làm việc nó, một số bạn là làm ngoài giờ, cho nên là cái thời gian từ ngày 29 cho tới ngày 31, tức là 30 31 đó là 2 ngày. 2 ngày này là các bạn có quỹ thời gian tổng cộng là 16 giờ. Nếu như bạn nào mà làm full time á thì quỹ thời gian 16 giờ đó. 16 giờ mà các bạn thấy này, ở trong này phân công mình không cha, có thể là những bạn này là những bạn làm full time này đó, những bạn làm full time này, và các bạn nhận một cái số giờ không có nhiều. Mấy bạn này làm part time không nói ha, mấy bạn này làm part time đó. Các bạn thấy không thể nào mà có được con số 16 tròn được hết đấy. Rất là khó con số 16 16 tròn. Mà nếu khi này các bạn tiệm cận đến con số 16 đó thì cái thời gian lãng phí nó mới giảm xuống. Còn các bạn phân mà hơn 16 thì tất nhiên là có lợi cho công ty rồi, nhưng mà cái chuyện đó thì là cái chuyện là ép anh em rồi, không nói nữa nha. Nên là mình nó phải làm sao để cho nó sang qua xét lại là đó, trong 1 tuần các bạn phải làm đủ 40 phân công đúng trên dưới 40 giờ, cái sai số nhỏ thôi thì đó là mình sẽ giảm được cái thời gian lãng phí. Đó, các bạn phải chú ý cực kỹ cái thời gian này thì nó mới mới mang lại cái hiệu quả được đó, nó tránh được cái thời gian lãng phí về việc phân công á. Cho nên là cái vai trò của người quản lý chỗ này rất là lớn. Nếu các bạn không có phân nó ra thành từng giờ như vậy thì dễ gì các bạn biết được nó tốn bao nhiêu nha. Mặc dù cái từng giờ này các bạn phân ra như vậy nó có chính xác không, nó bản thân cái giờ nó là cũng đã sai số rồi đó. Bản thân nó đã sai số nhưng mà ít nhất là nó còn cũng hơn là mình không phân ra chứ. Mình không phân ra thì sai số còn rất là nhiều nữa đúng không. Bản thân đã phân ra mà mình thấy là nó còn sai số, mà các bạn càng muốn chính xác bao nhiêu các bạn phân càng nhỏ xuống, phân nhỏ tới mức nào á. À, giống như phép phân hoạch đó, ở trong toán học đó, phép phân đó. Các bạn phân tới mức nào mà các bạn có thể biết được chính xác được cái giờ mình thực hiện cái công việc đó thì nó sẽ càng chính xác ha. Đừng có phân gói lớn, phân thành từng những cái gói nhỏ 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 xuống thì lúc đó mình cái mức độ chính xác nó cao hơn đó. Trong quá trình làm việc, ví dụ như một dự án này, trong quá trình làm việc ở đây tôi đang nói về vấn đề thời gian thôi cho nên chưa nói về vấn đề chất lượng nha. Chất lượng nó là một cái chuyện khác nữa ở đây. Các bạn trong cái hồ sơ của mình, hồ sơ thiết kế của mình nó bao gồm 2 cái mình phải quản lý, đó là quản lý thời gian đó, mình làm chủ thời gian, và mình quản lý chất lượng. Cái chất lượng nó sẽ là chủ đề mình nói buổi tới, buổi nào mình chỉ nói về cái chủ đề thời gian làm sao để làm chủ được nó đó. Thì khi khi phân công rồi thì các bạn thấy rồi, từng người họ vô đây họ sẽ thấy được cái công việc của họ được phân công, và họ sẽ quyết định được rằng đó là họ sẽ đưa ý kiến rằng là họ có làm được hay không đó, có làm được cái công việc đó hay không đó, họ sẽ có làm được công việc đó hay không. Nếu như họ nhận họ thấy cảm thấy không làm được thì họ sẽ báo sớm bây giờ để cho mình có được cái thông tin nữa, mình điều chỉnh kế hoạch. Còn nếu như họ cứ phân bao nhiêu cũng cứ dạ để em cố gắng, dạ để em cố gắng cho đến khi là đến khi sát nút rồi mọi chuyện nó vỡ lở hết rồi, mọi chuyện không còn vui nữa đó. Mọi người rất là mệt mỏi. À, mọi sự cố gắng của mình nó không có được, không mang lại được một cái kết quả như là sếp mong đợi, cho nên nó là từ chuyện phần thưởng cho đến tới lời khen nó cũng bị tiêu vắng hết đó. Đó là điều rất là đáng tiếc trong cái đa số cái công việc của mình. Nên là khi mà mình biết được cái công việc là bắt đầu mình cho mình theo dõi ha, cho mình theo dõi đó. Đó.
Đây là cái biểu đồ nhân sự, mình sẽ thấy được mỗi người nhận bao nhiêu phần trăm công việc trong này, tùy theo cái mức độ về thời gian hay là về cái quỹ thời gian hay là cái hệ số của nhân sự. Và vấn đề đến cái phần chỗ này đó, mình sẽ thấy được à, bây giờ các bạn đang trong nhóm Dynamics đang làm một cái dự án đó, đang làm một cái dự án và hiện tại các bạn đã làm được 85% đó. Các bạn còn 20 à còn đúng một tháng nữa để hoàn thành 15% còn lại, cộng với lại cái số này đây, cái số này nó phải chạy đó, bắt đầu số này nó sửa sửa và nó phải kết thúc ở đây, như vậy thì nó mới là chặt chẽ. Cái số này cần chạy sửa đây và cái số ở dưới này, cái thời cái công việc sửa này nó sẽ cũng bị tăng theo nha, công việc cũng tăng theo đó. Và đây mình thấy rõ được cái tiến độ làm việc của mình hiện tại, đây là cái thời điểm hiện tại nó như thế này à, đó. Rồi sau đó từng thành viên, mỗi thành viên á, làm được bao nhiêu, hoàn thành như thế nào, mà các bạn thấy rất là rõ ràng ở đây đó. Và các bạn sẽ hiển nhiên sẽ biết được rằng là sếp sẽ đánh giá cái năng lực lao động của người nào cao, người nào thấp, và sẽ có được những cái sự gọi như là sắp xếp rồi thưởng phạt công minh cho từng người, và từ đó nó phát huy được cái năng lực của cá nhân. Chứ còn nếu như mà các bạn cứ hả đánh đánh đồng và sếp cứ đánh đồng, có những người lao động ở trong công ty tôi biết rằng là có những người này có thể làm gấp 3 lần người kia đó, nhưng mà lương của họ thì cùng lắm là gấp rưỡi, không thể nào gấp 3 được. Còn nếu như các bạn đánh giá được rằng người gấp 3 thì cứ trả gấp 3, người gấp 2 thì cứ trả gấp 2, như vậy thì người ta sẽ càng ngày càng phát huy mạnh lên. Và như vậy khi mình thấy mọi chuyện nó rõ ràng như vậy thì mình cũng sẽ tránh được một cái tình trạng, đó là mình khống chế mức lương trần. Trong các công ty thiết kế của mình nó có một cái chuyện là khống chế mức lương trần. Tại sao mình khống chế mức lương trần vậy? Đó. Cái mức lương công ty này khống chế mức lương 20 triệu. Đó. Bạn nộp hồ sơ vô bạn xin mức lương 25 triệu. Cái người mà phỏng vấn bạn sẽ nói rằng ở công ty ở đây có cái mức chung là 20 triệu à, không có hơn số đó. Như vậy điều này có nghĩa là gì? Nếu như bạn tài giỏi thì bạn không có đất ở đây. Đó. Bạn nhà bạn dở dở thì vô đây được đó. Thế còn bạn giỏi thì vô đây không có được, ý nói vậy gì đúng không, là đuổi nhân tài đi đó. Cho nên á, cái điều này là một cái điều rất là tai hại. Nhưng mà thực chất là tại sao cái sếp ở trong các công ty là phải ứng dụng cái này, cái sếp biết chuyện này không, cái sếp rất là thích người tài đó. Chứ không phải là cái sếp đuổi người tài đâu, nhưng mà sếp không thể nào lượng được cái công việc giống như vậy đó, không thể nào định lượng được những cái công việc như thế này. À, không có những thông tin, và cuối cùng sẽ phải chấp nhận một phương án là cứ đánh đồng à, đều đều như vậy cho nó chắc ăn. Nhưng mà bây giờ tuyển một người cao, mức lương cao quá mà vô mà rủi họ làm không cao thì sao, mà làm sao biết họ cao cao ở mức gấp mấy lần, biết là giỏi hơn nhưng mà giỏi hơn gấp mấy lần à, không có cái con số. Cho nên là nhưng mà trong khi tiền lương thì là có con số rõ ràng à. Gấp 20%, 30% nó rất là rõ, nhưng mà công việc thì nó lại không rõ. Đó, cho nên là cái đó là cái khó cho các sếp, cho nên dẫn đến là các sếp không có giải quyết được cái chuyện công bằng này cho các bạn. Đó. Như vậy thì khi mà các bạn tham gia vào một cái việc mà cung cấp thông tin đầy đủ cho các phần mềm, cho cái công cụ này, và sếp sẽ có được cái thông số cụ thể, các bạn cứ sòng phẳng cạnh tranh, sòng phẳng làm việc với nhau, việc càng nhiều thì các bạn làm được càng nhiều và các bạn sẽ có được cái sự trả lại. À, mức lương, mức chi phí là thỏa đáng à. Đó, đây là nó sơ qua cái sơ bộ cho cái phần này ở chỗ này thôi à. Rồi, buổi hôm nay tôi nghĩ là giới thiệu cho các bạn một số cái thông tin sơ bộ về phần mềm đó, và mình chắc cũng sẽ cần còn rất là nhiều buổi tiếp theo. Sau đó cứ mỗi một tuần thì mình sẽ có một buổi thôi, tôi sẽ được từng tự giới thiệu cho các bạn từng phần các cái quan điểm của phần mềm, và với cái mong muốn rất là lớn là giúp cho từng người mình phát huy được hết cái khả năng của mình, làm việc của mình không có bị bất cứ một áp lực công việc nào hết đó. Mình nhận việc vừa sức à, vừa với sức mà tất nhiên là vừa với sức rướn sức của mình 10 thì mình phải cố gắng mình làm tới 11 để cho tháng sau hay là cái năm tiếp theo của mình nó phải vươn lên.
chứ không phải là sức mình 10 mình nhận 8 thì coi như là cứ 2 3 năm sau này cũng cứ vậy thôi. Vậy thì các bạn biết được cái sức của mình như thế nào, mình so sánh với người khác để mình có được cái động lực để mà mình vươn lên, không có bị áp lực nào hết. Các sếp cũng sẽ đánh giá các bạn rất là chi tiết và động viên các bạn, và phải phá bỏ mức lương trần đi, các bạn không có cần phải nhảy việc. Mỗi khi á, mức các bạn giỏi lên, các bạn vượt cái mức lương trần, cái là các bạn là phải nhảy việc. Đây là một cái điều rất là vô lý, rất là vô lý. Dù sao nữa các bạn nhảy việc thì nó sẽ sinh ra 2 vấn đề. Thứ nhất là đối với bản thân các bạn qua một cái môi trường mới, các bạn phải làm lại từ đầu, và các bạn mặc dù các bạn có nhiều kinh nghiệm rồi nhưng mà ở môi trường mới, công việc mới, cái hiệu quả làm việc sẽ bị chậm lại đi mất một chút. Nhưng mà nếu như mình ở trong môi trường cũ mà mình được trả lương xứng đáng giống như đi qua môi trường mới, như vậy thì mình cứ dạy mình phát huy lên, có phải là nó tốt hơn rất là nhiều không? Và các sếp cũng có lợi. Rồi nói chung về ở cái xã hội là sẽ tầm là vĩ mô xã hội mình cũng có lợi đó, mang lại sản phẩm rất là lớn cho xã hội đó, thay vì mình cứ chạy chỗ này chạy chỗ kia thay đổi lung tung như vậy, và cái hiệu quả của mình nó bị thấp xuống đó. Thì cái mục tiêu của phần mềm là nó giải giúp cho các bạn và giúp cho doanh nghiệp mở rộng hơn đó, thì nó sẽ mình làm sao đó để cho cái ngành thiết kế của mình á, ngành thiết kế xây dựng của mình á, nó phải có được một cái mức lương xứng đáng bằng cách là mình đã nâng cao cái hiệu quả lao động của mình lên. Đó là cái mục tiêu của phần mềm. À, các bạn có thấy có vấn đề gì muốn trao đổi thêm thì mời các bạn cứ đặt câu hỏi ha. Cái phần trình bày của tôi là tới đây là hết trong cái dự kiến của đêm nay. Các bạn mà tiềm năng mà được là cán bộ nguồn của nhóm Dynamics thì cố gắng đó, để làm sao mà mình nắm được cái tinh thần chính trước, sau đó mình sẽ khai thác cho nó triệt để, thì lúc đó các bạn sẽ mang lại được rất là nhiều cái lợi ích cho cái cộng đồng thiết kế. Hiện tại các văn phòng thiết kế người ta đang rất là thiếu cái người mà quản lý đó. Các bạn làm sao để giúp được các lãnh đạo có được thông tin đầy đủ để các lãnh đạo đưa ra quyết định đúng, công ty có lợi nhuận cao thì các bạn sẽ có mức thu nhập cao đó. Rồi các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ đặt câu hỏi đi ha, để mình sẽ kéo dài thêm 15 phút, các bạn có thấy có vấn đề chỗ nào cần phải nói rõ hơn trong những cái mình đã nói không? Các bạn cứ mạnh dạn đi, bây giờ mình hả tập làm quen với lại cái việc livestream rồi, giống y như là mình giống như là đang ngồi với nhau, ngồi đối diện với nhau rồi, cứ phát biểu cho nó vui nữa. Nói đọc diễn mình vậy nó cũng có nhiều vấn đề, nó chưa có đào sâu được. Mời các bạn cứ đặt câu hỏi đi. Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề mới, một cái phát hiện mới, và tôi nghĩ nó sẽ có rất là nhiều cái khó khăn đó. À, bạn Nguyễn Anh hỏi là có open case, chắc là có đó bạn. Bạn cứ vô đây nè. Ha. Vô đây mà đăng ký. Bạn đăng ký công ty rồi các bạn. Các bạn nó sử dụng thoải mái đó. À, hiện tại bây giờ là không có giới hạn gì cả. Các bạn cứ sử dụng đi. Còn cái điều khoản sử dụng sau này, những cái công ty nào đăng ký có phí thì sẽ có một số cái chính sách hỗ trợ tốt hơn thôi, chứ còn cũng trên tinh thần là hỗ trợ các bạn, cho nên là các bạn đừng có lo cái chuyện có phí hay không có phí. Các bạn đăng ký vô xong rồi các bạn lấy user password này và các bạn có thể dùng ngay được. Và sau khi bấm vô đây rồi thì các bạn sau khi đăng ký rồi thì các bạn có thể dùng phần trợ giúp nè.
cái phần trợ giúp này đây, đăng ký này, rồi đăng nhập đây, đó là trợ giúp nào hỗ trợ là có ghi chú đầy đủ ở trong này cho các bạn, rồi các bạn có thể tuần tự trong này, thế này các bạn làm và các bạn có thể tham gia hỏi thêm trong các cái buổi livestream này, tôi sẽ giải thích bằng lời nó cụ thể hơn, còn mình viết cái thì nó cũng mang tính phải rút gọn bớt, viết dài dòng quá thì đọc nó cũng mệt, cho nên là cũng phải cố gắng vừa đủ hiểu thôi. Nhưng mà đây là một cái vấn đề mới cho nên là có thể là nhiều bạn cảm thấy là nó rất là băn khoăn, ví dụ như bạn nói là bây giờ cái thời gian đi họp thì sao, làm sao tính tiền rồi bây giờ cái thời gian á hả đi với sếp chuyện này chuyện kia là tính sao. Ở đây các phần mềm này tôi đã giải quyết hết tất cả những cái vấn đề đó, có nghĩa là mọi cái thời gian nào hữu ích của các bạn trong công ty đều phải được tính toán, bởi vì tất cả những 8 tiếng làm việc ở công ty các bạn đều được trả tiền, cho nên là các bạn làm việc gì cũng phải có tính toán ở trong đó hết, trừ khi các bạn làm những việc cá nhân của các bạn không liên quan đến công ty. Những người nào mà muốn mang việc cá nhân vô công ty để làm mà thì khó, có nghĩa là phần mềm này sẽ luôn luôn đánh giá kết quả của các bạn là thấp, bởi vì cái kết quả của bạn làm được cái việc cá nhân các bạn không có nộp lên đây thì nó đâu có tính được thì nó sẽ là thấp. Tôi có thể mở cho các bạn xem một cái báo cáo của bạn nhóm trưởng ở trong nhóm trưởng là nhóm ha. Đây báo cáo trong công trình trong một cái giai đoạn đó nha, đó, tổng quan về công báo cáo xong đến tiến độ của dự án, cái này là công trình hoàn thành đây này, các bạn thấy mấy cái thanh này nó dài đến nơi đến chốn hết rồi nè, đây là nó hoàn thành rồi, nó như vậy đó đó, và khi chương trình hoàn thành rồi đó thì các bạn thấy này đó, cái công chuẩn tính ra như vậy, công trình này tốt bao nhiêu công nè, đấy nha, số công dự kiến là 126 đó. Nhưng mà đến cái công cộng với lại cái như vậy, nhưng mà cái công thực tế này, cái thực tế là tạo ra là mất 106 cộng với lại sửa thực tế mất 38 nữa, như vậy là 144, như vậy là vượt cái số công dự kiến rồi, là vượt số công dự kiến rồi nha. Đó. Như vậy là lỗ à, sao với lại nếu mình nhận khoán nhóm nào mình nhận khoán để làm cái này là lỗ 30 công á ha. Đó. Đó. Đó đi ra số công này đó, và thi ra cái thời gian hiệu quả, các bạn thấy cái thời gian hiệu quả phân tích này nha, là các bạn làm đã được đây con số là toàn là 59 này. Đó con số rất là cao, trong khi đó nếu như không có cái phần tính toán này các bạn tự kiểm nghiệm lại cái công việc của mình các bạn sẽ thấy là nó 25% như tôi nói hồi nãy lúc đầu đó. Và khi được giao việc sòng phẳng như vậy rồi thì lúc đó các bạn thấy là hiệu quả nó nâng lên được, quả nâng lên được cũng ở mức độ này này, còn bạn nào nâng lên được 75 70 75 lên super rồi đó. Bây giờ có mấy cái có mấy trang web đó, các bạn thấy là ở đây là tôi đưa ra cái mục tiêu tổng thể của phần mềm này, mình phải làm chủ thời gian để kiểm soát được chất lượng, rồi tới những buổi tới mình sẽ nói về cái vấn đề chất lượng, làm sao để kiểm soát được chất lượng bên quản lý thiết kế hầu như là đang rất là thả nổi, một cái chuyện rất là vô lý đó là đưa cho người vẽ tự kiểm ha. Cái người vẽ mà tự kiểm thì
chắc chắn là nó sai rồi, cái người giỏi mấy chăng nữa thì vừa vẽ vừa kiểm nó cũng sai, mà không thể kiểm cái việc của mình làm được, phải nhờ người khác kiểm thôi. À, rồi cái và phải nhờ người giỏi hơn mình mới kiểm được chứ, cái người mà trong khi đó nếu mình cứ nghĩ rằng là vừa vừa làm mà vừa kiểm luôn, nhưng mà nếu như mà tuyển người giỏi không thì lương nó phải cao đó. Trả lương nó thấp đó, thì làm sao mà giỏi được, mà không giỏi thì phải nhờ người khác người giỏi hỗ trợ giúp chứ. Cho nên là cái việc kiểm soát chất lượng là một vấn đề mà các công ty của mình đang vướng phải rất là nặng. Rồi cái quản trị nhân sự và tư vấn thông tin đó, thì cái phần mềm nó sẽ giúp cho mình giải quyết được mấy vấn đề này, và cuối cùng là mình mang lại được cái hiệu quả cao. Rồi các bạn có còn câu hỏi gì nữa không? Buổi tới sẽ nói với các bạn về cái vấn đề này ha. Buổi tới sẽ nói với các bạn về cái cách làm sao để phân công công việc cho nó đồng đều, mà trong khi đó nhân sự cái level nó không đồng đều. Mình mong muốn có một cái môi trường làm việc mà đều tay hết là chuyện đó, chuyện lý tưởng, không thể nào có được. Và cái chuyện đó nó cũng không có tính nhân văn nữa. Ví dụ như bây giờ một công ty mà tuyển toàn những người đều tay, người giỏi 3 năm kinh nghiệm trở lên đó chẳng hạn, 3 năm đến 5 năm, thì vô lý, bởi vì như vậy những bạn mới ra trường cơ hội đâu mà người ta họ có thể họ làm việc. Thì vậy thì một cái môi trường làm việc nó nhân văn, nó phải có nhiều level để mà cái đàn anh thì dắt đàn em, thế hệ trước dắt thế hệ sau đi làm đó, mình mới truyền đạt kiến thức lẫn nhau mới được. Mà như vậy thì làm sao làm chung trong một team, làm sao để ra chất lượng đồng đều đó. Như vậy thì cái việc mà giải quyết cái vấn đề đó mình sẽ bàn trong cái buổi tiếp theo. Rồi, nếu các bạn không có cái câu hỏi gì nữa thì thôi mình kết thúc ở đây ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Cái video này vẫn tồn tại ở trên web của các bạn nào vui thì cứ có thể xem lại ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn lần sau nha.